Xin chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau trên kênh CBiz 24 giờ để cùng nhau cập nhật những tin tức hot nhất về giới showbiz Hoa ngữ. Và hôm nay có thông tin gì nóng hổi, chúng ta cùng theo dõi ngay bây giờ nhé. Ngày 21 tháng 5, trên trang cá nhân, bộ đôi diễn viên Trịnh Khải và Miêu Miêu đã chia sẻ ảnh vừa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Cặp star đã trở thành vợ chồng sau gần một năm hẹn hò. Nữ diễn viên được cho là đang mang thai con đầu lòng. Cặp đôi này nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Cư dân mạng dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho ngày hạnh phúc của Trịnh Khải và Miêu Miêu. Hot nhất Weibo thời điểm hiện tại và khiến dân tình xôn xao bàn tán chính là việc Trịnh Khải, nam diễn viên đình đám và cũng là thành viên chủ chốt của show Keep Running, bất ngờ thông báo kết hôn. Bà xã của Trịnh Khải là Miêu Miêu, nữ diễn viên sở kiều chuyện. Cả hai từng bị bắt gặp hẹn hò, tay trong tay đi du lịch nhưng không chịu thừa nhận tình cảm. Cho tới tận bây giờ thì cặp đôi mới chính thức báo tin vui tới người hâm mộ. Trên mạng xã hội, một số cư dân mạng cho biết Miêu Miêu và Trịnh Khải tình cảm rất mặn nồng, nên khi được sự thuyết phục của bạn trai, cô đã chuyển về sống tại căn hộ của nam diễn viên. Hồi tháng 3, Trịnh Khải bị bắt gặp đưa Miêu Miêu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe ở khoa phụ sản. Cô cũng thường xuyên để lộ vòng hai lùm xùm, điều này làm dấy lên tin đồn người đẹp sở kiểu chuyện đang mang thai. Trên Weibo vào đúng thời khắc 13 giờ 14 phút ngày 21 tháng 5, trọn vẹn ý nghĩa anh yêu em một đời một kiếp, Trịnh Khải chia sẻ 9 bức ảnh ngọt ngào và không kém phần nhí nhố cùng với dòng nhắn chúng tôi kết hôn rồi. Ngay lập tức, Angela Baby, Lý Thần, Ngụy Thần, Vương Tổ Lam, Lý Thuần, Giang Sơ Ảnh, Nghe Ni vân vân cùng với rất nhiều các fan gửi lời chúc tới báo săn nhỏ. Trước Miêu Miêu, Trịnh Khải từng có ồn ào tình ái với Trình Hiểu Nguyệt, thiên kim tiểu thư nức tiếng tại Thượng Hải. Trình Hiểu Nguyệt có bố là phó tổng giám đốc thương hiệu Dior Trung Quốc, mẹ là giám đốc điều hành một thương hiệu nổi tiếng khác. Bản thân cô nàng từng tốt nghiệp đại học Toronto của Canada. Trình Hiểu Nguyệt trong giới giải trí có mối quan hệ rất thân thiết với Dương Mịch và Đường Yên. Năm 2014, cô còn tới dự đám cưới của cặp đôi Uy Mịch. Tuy nhiên thì sau 3 năm hẹn hò, cả hai bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi. Tham gia show Keep Running, Trịnh Khải và Angela Baby từng được ghép đôi và trở thành Friday Couple vì sự ăn ý dễ thương trong show. Tuy nhiên thì thuyền Friday cũng phải chìm xuống khi Baby kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Trịnh Khải là nam diễn viên được mọi người quan tâm chú ý kể từ dự án phim So Young của Triệu Vy. Từng là ông vua quảng cáo của Trung Quốc, bên cạnh đó thì sự nghiệp diễn xuất của Trịnh Khải cũng được biết đến qua các tác phẩm phim như Không Phải Tiếng Sét Ái Tình, Hồ Sơ Những Người Tình Cũ, Năm Tháng Vội Vã Bản Điện Ảnh, Chúng Ta Kết Hôn Thôi, vân vân. Triệu Vy cũng đã gửi lời chúc mừng tới Trịnh Khải khi nam diễn viên công bố kết hôn. Trong khi đó thì Miêu Miêu là mỹ nhân sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, cô gây chú ý với vai diễn trong phim Huyễn Thành. Ngoài ra còn có Sở Kiều chuyện vai tiểu thất, trợ thủ đắc lực của Sở Kiều. Phùng Tiểu Cương từng chọn cô làm vai chính trong phim điện ảnh Phương Hoa. Cặp đôi bắt đầu bị bắt gặp hẹn hò khi cùng nhau sang Singapore du lịch hồi tháng 8 năm ngoái. Thời gian gần đây thì cánh paparazzi thường xuyên cung cấp hình ảnh Miêu Miêu lộ diện với vòng hai lớn trông thấy, nghi vấn cô đang mang thai ở tháng thứ 5. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi video của CBiz 24 giờ. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức showbiz Hoa ngữ mới nhất nào đến từ chúng mình nhé.